chúng ta qua mục 4.2.2 tạo lập các gói công việc trong WhatsApp ở trang 313. Ở bước 1, các bạn vào tab Collaborate, mở lại cái hộp thoại WhatsApp. Còn một vị trí khác để mở cái hộp thoại WhatsApp là nó nằm ở trong Status Bar. Các bạn tắt hộp thoại WhatsApp này đi. Thay vì vào tab Collaborate và click vào cái công cụ WhatsApp này, thì ở bên dưới Status Bar các bạn cũng có thấy là cái công cụ WhatsApp ở đây. Các bạn click vào đây, nó cũng mở lên cái hộp thoại WhatsApp. Trong hộp thoại WhatsApp, các bạn click chọn WhatsApp 1 để nó tô đen toàn bộ cái phần phía sau như thế này. Rồi các bạn chọn là Rename. Sau đó các bạn đổi tên thành là Verbaker, là vỏ bao che. Rồi ok. Ở bước 3, trong hộp thoại WhatsApp, các bạn click vào New. Sau đó các bạn đặt tên nó là bên trong tầng 1. Có nghĩa là cái WhatsApp này chúng ta sẽ vẽ toàn bộ cái tầng 1 của cái phần bên trong. Rồi các bạn ok. Ở bước 4, tiếp tục các bạn nêu tạo thêm bên trong tầng 2 và bên trong tầng 3. Bây giờ chúng ta click chọn bên trong tầng 1, chúng ta rename. Rồi chúng ta copy nguyên cái cụm từ này, rồi tắt nó. Sau đó nêu một cái WhatsApp, Ctrl V, rồi đánh là bên trong tầng 2, đánh số 2 thôi. Tiếp tục các bạn nêu thêm một cái WhatsApp, Ctrl V và đánh là số 3. Rồi ok. Cái mục lưu ý, bên trong là dùng để tạo lập các thành phần bên trong của vỏ bao che. Chúng ta không dùng từ nội thất vì dễ nhầm lẫn với bộ môn thiết kế nội thất. Bên trong tầng 1 là dùng để tạo lập các thành phần bên trong vỏ bao che ở tầng 1. Tầng 2 và tầng 3 là tương tự, dùng để tạo lập các thành phần bên trong của vỏ bao che ở tầng 2 và tầng 3. Ở bước 5, các bạn click OK thoát ra ngoài. Phần mềm nó hỏi rằng, có muốn